hành trình đi cắt mí mắt và quá trình hồi phục của Tú như thế nào nha. Lúc này là dì Út chở Tú với mẹ Tú lên tới bệnh viện rồi nè. Mà mọi người biết không, lúc này là Tú đang sợ lắm, kiểu như là sợ đau lắm mọi người. Vô tới bên trong là bắt đầu ngồi đợi để tư vấn nè. Tư vấn xong rồi mình đi khám sức khỏe và lấy máu. Đây là trước khi Tú cắt mắt nè. Và sau 45 phút thì Tú đã cắt xong rồi nè. Lúc này là Tú đã về nhà của dì Út Tú rồi. Mắt bắt đầu sưng to lên luôn. Sang ngày thứ nhất, ngày thứ hai, mắt Tú chỉ hí ra thôi à. Tú bị chảy nước mắt sống thường xuyên luôn. Sang ngày thứ ba thì mở ra được nửa con mắt rồi. Ngày thứ tư cũng mở ra được to xíu rồi nè. Sang ngày thứ năm, thứ sáu thì mắt cũng đã đỡ rồi. Cái ngày thứ sáu này Tú có quay một clip trên TikTok thì mọi người phản ứng là trời ơi, sao mắt Tú gì kỳ vậy? Mắt Tú có bị sao không? Sao mà mắt Tú sưng to dữ vậy? Một tràng câu hỏi về con mắt của Tú luôn. Nhưng mà đến bây giờ Tú mới trả lời được với mọi người nè. Cái lúc này là Tú đang vệ sinh cho con mắt nè. Đó, sang cái ngày thứ bảy là Tú sẽ đi cắt chị. Rồi sang cái ngày thứ tám thì Tú thấy mắt to mắt nhỏ. Cái Tú cũng không biết bị sao nữa. Nhưng mà càng về sau thì mắt đã trở lại bình thường rồi nè mọi người. Lúc này là Tú thực hiện chế độ ăn kiêng, không được ăn các đồ phong, hải sản, trứng gà, thịt gà đâu các kiểu đâu mọi người. Sang ngày 17 thì coi như mắt Tú đã ổn định rồi. Đây Tú cho mọi người xem cái tấm hình Tú trước khi cắt và sau khi cắt. Đó, mọi người nhìn thấy con mắt của Tú là mắt mí lót. Nhưng mà trên clip mọi người thường thấy á thì Tú đã có dùng miếng dán kích mí. Đây nè, để Tú phóng to ra cho mọi người xem nha. Tú thấy khuôn mặt của mình nó rất là hợp với hai mí nên là mới quyết định đi cắt mắt. Bác sĩ cắt cho Tú thì bảo là mắt từ 3 đến 6 tháng mới vào form nên là bây giờ nó vẫn còn chưa được tự nhiên đâu. Tú cũng cảm ơn mọi người đã góp ý và quan tâm rất là nhiều luôn. Bây giờ thì bye bye mọi người nha.